Meren Hamaele, 20 tuổi, nhân viên của khách sạn Merkew, vừa mới được thăng chức. Thế nhưng, tất cả đã bị cuốn trôi sau thảm họa kép xảy đến với tỉnh miền trung Sulawesi hồi tuần trước. Theo báo cáo từ lực lượng cứu hộ tại khách sạn Merkew, Hamaele là một trong 6 nhân viên khách sạn bị vùi lấp trong đống đổ nát. Chỉ có 3 người được tìm thấy, trong đó có cả Hamaele, nhưng tất cả đều đã qua đời. Số lượng khách mắc kẹt thì chưa được xác định. Bất chấp nguy hiểm từ những cơn dư chấn, cha của Hamaele là ông Martinez vẫn tìm mọi cách đến khách sạn tìm kiếm con gái mình. Vì ông biết, nếu may mắn sống sót, cô sẽ phải chạy đua với thời gian. 3 ngày đầu, tôi vẫn vững tin vì con gái mình còn sống. Nhưng việc tìm kiếm và cứu hộ quá chậm, vì thế mà nó đã ra đi. Tôi và con trai đã giúp được 4 người thoát khỏi đống đổ nát. Ở Palu lúc này, đầu cũng thấy những người đã mất đi người thân yêu của mình. Và dù vẫn còn nhiều nạn nhân mất tích, nhưng chính phủ tuyên bố cần phải tập trung vào những người thật sự cần được trợ giúp. Còn những người thoát nạn thì nói rằng số hàng viện trợ đó là quá nhỏ. Đến lúc này chúng tôi chỉ mới có ít gạo và 5 cốc mì. Các trạm trú ẩn vẫn đang được dựng lên khắp Palu, trong đó có nhiều căn lều do chính những người sống sót tự dựng lên.